trong gia đình nó sẽ luôn luôn có sự cân bằng nhá. Tức là một người đã là mèo rồi thì một cái người còn lại nó sẽ là mèo. Làm thế nào để cho chồng mình trở nên lãng mạn hơn? Phụ nữ chúng tôi ai cũng muốn lãng mạn thôi, kể cả từ những cái người mạnh mẽ nhất tới những người yếu đuối nhất đều thích lãng mạn. Nhưng mà làm sao mà để cho các anh ấy lãng mạn được trong khi bản thân chúng ta nó không có cái sự quan tâm và không tự yêu thích đến chính mình. Mình nhìn trong gương mình còn không cảm thấy yêu bản thân mình nữa thì làm sao bắt được các ông ấy yêu mình, đúng không? Người thì béo núc na núc ních, xong rồi lực điền, xong rồi vai bắp, xong rồi đấy là cái ngoại hình thì không nói, xong lại suốt ngày bảo anh body shaming em. Xong đến về cái vấn đề mà tính cách nữa, mình cứ bắt là các anh ấy phải lãng mạn trong khi mình như một con hổ nữa. Bây giờ mình làm thay cái nhiệm vụ của các anh ấy là một con hổ trong gia đình rồi. Đấy, lúc nào đi đâu cũng nói sẵn sàng rồi quát chồng quát con rồi cái gì cũng có thể tự làm được hết. Bản thân bác sĩ Hoa đã chứng kiến ở bên ngoài đấy, có những cái lúc mà mang vác những cái thứ đồ rất là nặng ấy, ví dụ như là đi ở sân bay chẳng hạn hoặc là đi ở dưới sảnh chẳng hạn đấy, thấy những cái đồ rất là nặng nhưng mà chị em chúng ta cứ xách văng văng thì chúng ta làm được rồi, chúng ta khỏe như một cái lực sĩ đấy rồi thì cần gì các anh ấy nữa, đúng không? Nên là lúc đấy thì khi mà bản thân phụ nữ của chúng ta đã làm thay cái tính nam rồi ấy, thì cái người đàn ông trong gia đình nó sẽ dần dần nó có cái tính nữ nhiều hơn. Các anh ấy sẽ trở nên yếu điệu thục nữ hơn, rồi các anh ấy sẽ ít có thể làm những cái việc nặng hơn. Và đấy làm sao mà lãng mạn được, đúng không? Ôi trời ơi! Tức là về cả cái bên ngoài lẫn cái tính cách ở bên trong là chúng ta đã bị sai lắm rồi. Cái bên ngoài thì chúng ta không chăm chút cho bản thân thì cứ suốt ngày là vì xem phim ngôn tình mà. Nhưng bảo là anh chỉ thích cái mặt mộc của em thôi. Dạ vâng, các anh ấy chỉ thích mặt mộc nếu như cái mặt mộc đấy nó xinh đẹp thôi. Quá chuẩn luôn! Còn nếu cái mặt mộc mà đa phần phụ nữ của chúng ta làm gì có chuyện mà xinh đẹp đâu. 80% chúng ta là cái phụ nữ của chúng ta là bình thường. Còn 20% là kiểu hơi xinh hơn một tí, còn 1% là gọi là tiên nữ thì cái đấy không tính rồi. Lúc này mà mình thuộc ở cái dạng bình thường ấy thì mình phải thường xuyên chăm chút cho bản thân của mình một chút. Đấy, và bác sĩ Hoa thực sự khuyên mọi người là nên đi học một khóa trang điểm cá nhân. Lúc này á thì cực kỳ cần thiết đến có những cái bản thân một người phụ nữ giống như một cái đồ trang sức cho đàn ông ấy. Tức là khi mà mình đi ra ngoài mình trang điểm nhẹ một chút, mình ăn mặc nó khác biệt một chút á, thì nó sẽ làm nở mặt của cái cánh đàn ông. Và từ đấy khi mà nó tạo được cái tính gọi là sở hữu của người đàn ông, nó sở hữu được một cái gì đấy quý giá thì nó sẽ rất trân trọng cái đồ đấy. Nên là khi lấy thì các anh ấy sẽ lãng mạn hơn, sẽ chiều chuộng chúng ta hơn. Còn về nhà thì chúng ta cứ nhỏ nhẹ thỏ thẻ thôi, chứ đừng có làm thay cái tính nam của họ rồi chúng ta sẽ chẳng được gì cả. Đấy, bản thân của chúng ta sinh ra là nữ thì chúng ta cứ làm đúng cái tính nữ của mình. Bên ngoài kể cả đi ra ngoài làm công việc thì cần chúng ta giống như một con hổ, nó giống như một con báo. Chúng ta thét nhân viên ầm ầm hoặc là chúng ta rất cực kỳ mạnh mẽ, cái gì chúng ta cũng làm được. Nhưng về nhà hãy làm đúng cái nhiệm vụ của mình, là một con thỏ, là một con mèo nhẹ nhàng uyển chuyển.